Xin chào đón võ sư cường Nguyễn đánh với hình lộ của chúng ta. Anh đang đánh cây kiếm. Trên có dây. Anh đang đánh cây kiếm của anh. Tội nó là tội phen chủ nên anh phải đánh nó cho nó kinh. Anh là người kiếm là một và kiếm một là người. Người hợp kiếm và kiếm hợp người. Võ sư chúng ta đang múa bài Côn Ngữ Khúc của chúng ta. Rất hay đúng không các bạn? Rất đẳng cấp. Một thiên tài chúng ta. Rất đẳng cấp thôi. Có hết giờ nhá, Nó tự kết thúc. Đẳng cấp từ võ sư Cường Nguyễn chúng ta rất đẹp trai. Hết giờ. Quay lại nào. Mấy phút rồi? 1 phút 7 giây. Hết rồi.